Veloz Cross và Avanza Premier được Toyota mang đến thị trường Việt, với tham vọng lập lại trật tự trong phân khúc MPV gia đình cỡ nhỏ. Vô tình hai tân binh cũng khiến cho mẫu xe đàn anh Innova ngày càng ít đất diễn hơn. Theo công bố từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, tháng 4 vừa qua, Phân khúc MPV ghi nhận sự ổn định về doanh số của mẫu xe đứng đầu Mitsubishi Spander, vẫn duy trì trên 1.600 chiếc. Ở ngay phía sau, Toyota Veloz Cross vẫn bám sát với doanh số 967 chiếc, tăng trưởng 49% so với tháng trước đó. Avanza Premier tăng mạnh từ 138 xe lên 369 xe sau tháng 4, nhờ vậy thoát khỏi top bán ế đã quá quen thuộc trước nay. Đặc biệt, nhờ kết quả này Avanza Premier mới còn đứng trên cả Innova bán 91 xe và Suzuki Ertiga bán 9 xe. Không nói về toàn phân khúc MPV, tháng 4 vừa qua chứng kiến sự đối nghịch của hai nửa nhà Toyota. Một bên mới ra mắt đang có khởi đầu khá thuận lợi, sau hơn một tháng trình làng khách viện. Ở bên còn lại, cựu vương Innova ngày càng tỏ ra yếu thế. Cả năm 2021, Toyota Việt Nam chỉ bán được 3.002 xe Innova ra thị trường, thấp hơn rất nhiều so với những gì mẫu xe này từng làm được. Bước sang năm 2022 tình hình của Toyota Innova cũng không mấy khá hơn. Với 91 xe bán được trong tháng 4, Innova giao đến khách hàng 657 xe cộng dồn cả năm 2022, kém xa so với Veloz Cross, bán 1.616 xe và nhỉnh hơn chút so với Avanza Premier bán 552 xe, mặc dù mới chỉ ra mắt từ 22 tháng 3. Ngày trước, sự thụt lùi của Innova được giải thích bằng sự xuất hiện của Mitsubishi Spander. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, có thể nói việc Toyota tung hai tân binh phân khúc MPV mới vào cũng khiến doanh số Innova ảnh hưởng nghiêm trọng. Giá rẻ hơn, trang bị công nghệ mới mẻ, ngoại thất chạy theo xu hướng, Veloz Cross và Avanza Premier dần chiếm được cảm tình người dùng. Trong khi đó Innova đã lâu không có phiên bản nâng cấp. Được định vị ở phân khúc cao hơn, Innova đang gặp nhiều khó khăn bởi lượng khách hàng chuyển sang mua những mẫu xe tầm giá rẻ hơn ngày càng nhiều. Trong suốt 2 năm qua, việc Spander đánh bại Innova đã chứng minh được nhu cầu khách hàng đang thay đổi theo hướng thực dụng hơn. Đó chính là lý do Toyota tung ra hai sản phẩm Veloz Cross và Avanza Premier. Sau gần 2 tháng ra mắt, doanh số bán hai mẫu xe này ít nhiều chứng minh hướng đi mới của Toyota là đúng đắn. Với Innova, đây là bài toán khó cần lời giải. Có lẽ Innova cần một sự thay đổi lớn, một phiên bản nâng cấp để trở nên khác biệt hơn. Xe cộ XXX